nhữ ấm ma. Hoặc trong tâm của ông sinh ra các loại ma, từ tâm ma. Hoặc là 10 loại ma do sắc ấm sinh ra, cũng là ma thuộc bản thân mình. Hoặc phục thiên ma. Hoặc lại có ma ở trên trời. Hoặc là quỷ thần, hoặc gặp phải quỷ ly mị. Trong tâm, nếu hôn mê hồ đồ, thì không thể nhận biết được. Cuối cùng bị mắc lừa, cho ma là Phật, thì giống như nhận giặc làm con. Tại sao có ma trên trời lại phá hoại ông? Vì ông tu hành có định lực. Ông khi có định lực, thì cung điện của ma dương bị dao động, giống như động đất vậy. Ma dương cũng có thần thông. Khi bị dao động thì sẽ quan sát. À, cung điện của ta vô duyên vô cớ, tại sao bị dao động, sắp bị phá hủy. Ma dương liền biết, ở thế giới này có người sắp thành đạo nghiệp. Nên định lực này làm cho cung điện của ma dương bị hủy nát. Ma dương nghĩ rằng, người muốn phá cung điện của ta sao? Ta trước phá hoại định lực của người. Vì thế ma dương bèn đến phá hoại định lực của người tu đạo này. Hoặc trước quỷ thần. Quỷ thần cũng như vậy. Nhìn thấy ông tu hành sắp chứng quả, nên sinh lòng đố kỵ. Người sắp chứng quả, ta trước phải phá hoại sự tu hành của ngươi. Vì thế nên vào trong tâm của ông, hoặc là nhập vào thân của ông, khiến định lực của ông không thể thành tựu, khiến ông tẩu hỏa nhập ma. Sự bị ma nhập này, đoạn kinh trước đã nói đến, là điều quan trọng nhất. Tại sao lại bị ma nhập? Chính vì rửa tâm không chánh. Vì ông lập tâm không chân chánh, không chánh đáng, nên có tà tâm. Vì thế bị ma nhập, đó gọi là tẩu hỏa nhập ma. Hoặc tao ly mị. Hoặc gặp phải ly mị dõng lượng, đều là những loại yêu quái. Tâm trung bất minh, nhận tặc di tử. Khi ông gặp phải loại cảnh giới này, trong tâm lại không nhận thức, không hiểu rõ. Ông lại nhận giặc này làm con của mình. Ông nghĩ xem, đồ của ông, ma này sao không cướp đi, không trộm đi. Ông đem giặc vào nhà nhận làm con, thì những đồ trân bảo vô giá trong nhà đều bị trộm cướp hết. Cái gì là đồ trân bảo vô giá trong nhà của ông? Ta này nói thật cho ông biết, ông ráng ghi nhớ. Nên tin lời của ta, nên ghi nhớ, chớ nên không tin lời của ta. Tại sao vậy? Đây rất có sự quan trọng đối với tương lai và sinh mệnh của ông. Cái gì là châu báu của ông? Tức là Như Lai tạng tánh vốn có của ông. Như Lai tạng tánh này, người đó có thể trộm cướp được của ông không? Phía trước không phải đã giảng qua về tinh khí thần sao? Nếu ông muốn khôi phục Như Lai tạng tánh của ông, việc đầu tiên cần phải giữ gìn tinh khí thần của ông. Nếu không giữ gìn được, thì tài bảo châu báu của mình bị cướp đi, bị người lấy đi, bị người trộm mất. Cho nên ông phải cẩn thận một chút. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thượng nhân tháng 1 năm 83. Tiền là thứ mà mọi người ai cũng thích. Họ cho rằng mạng trời tức là tiền, bản tánh tự nhiên gọi là tiền. Tiền không thể khoảnh khắc rời bỏ, có thể rời bỏ không phải là tiền vậy. Người thế tục thông thường đều có bệnh này. Đối với tiền không nhìn rõ, buông bỏ cũng không được. Bản thân mình trúng độc của tiền cũng không sao, còn muốn đầu độc con, đầu độc cháu, cứ đầu độc suốt thế hệ này qua thế hệ khác. Vì thế dành tiền cho con trai, dành tiền cho con gái, dành tiền cho con cái lại dành cho con của con lại dành tiền cho con. Cứ truyền tới truyền lui, bị nước độc của đồng tiền này
khiến thở không ra hơi. Đây là một việc hết sức đáng sợ. Vì thế ở đây tôi nhắc nhở quý vị, trên tiền có một loại độc. Ông còn không tin tưởng, cứ muốn thân cận với đồng tiền này thì sẽ bị trúng độc. Trúng độc của tiền, cái độc này sẽ đầu độc con cháu, đầu độc suốt ngàn đời vạn kiếp. Tôi trước đó đã giảng rất nhiều lần, ai cũng muốn tích chứa tiền bạc, cho đó là việc tốt. Vậy thì chúng ta là những người tu hành, không nên xem trọng đồng tiền. Vì thế không nên tích chứa tiền bạc, không nên tiền không thể khoảnh khắc rời bỏ, mà chúng ta cần phải sửa lại. Đối với chúng ta là mạng trời tức là pháp, bản tánh tự nhiên gọi là pháp. Pháp không thể khoảnh khắc rời bỏ. Ta có thể rời bỏ không phải là pháp vậy. Thế nào gọi là pháp? Tức là pháp của Phật Pháp Tăng. Tôi biết, còn ông chưa biết. Nếu ông thật sự biết, ông sẽ không làm mất cái pháp này. Rốt cuộc pháp là gì? Pháp tức là khí, tức là khí của chúng ta, thông thiên thông địa, cho đến chư Phật, Bồ Tát cùng với chúng ta, vì thế đều là nhất thể. Vì cái khí này thì thông suốt. Cái khí này giống như không khí chúng ta hít vào, thở ra, có thể nhìn thấy. Cái mà ở trong khí chi phối khí chính là pháp. Vì thế chúng ta nhất định phải dưỡng khí, không nên làm loạn khí, không nên sanh khí, tức giận. Quý vị muốn tu dưỡng khí này, phải bồi dưỡng đất tâm, hàm dưỡng bản tánh. Đó đều là dưỡng khí. Quý vị muốn dưỡng khí thì không được để cho pháp bị mất. Tôi nhắc cho quý vị một pháp môn quan trọng nhất, cần thiết nhất. Các ông nghe cũng tốt, không nghe cũng không sao. Nhưng tôi cần phải bảo cho quý vị biết là cái gì. Nếu quý vị muốn dưỡng khí thì không nên nói nhiều. Người tu hành không thể ít nói thì không thể tu hành. Nếu ông không thể dưỡng khí thì không có pháp. Vì thế pháp không thể khoảnh khắc rời bỏ. Nếu quý vị cứ mãi nói chuyện thì đã làm mất pháp một cách tùy tiện. Pháp đã mất rồi thì quý vị xem còn tu được đạo gì. Tháng 1 năm 1983, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,